Chào cả nhà mình luôn cả nhà ơi. Rồi nhà vô đang làm mồi, đang đặt lợp đây cả nhà ơi. Trời cũng là mưa quá trời luôn cả nhà, mưa nổi nước luôn rồi. Quá trời đã mưa luôn cả nhà. Làm mồi đặt lại cả nhà, đêm kia đặt rồi kia thắt rồi. Mưa lớn hơi ồn cả nhà thông cảm nha cả nhà. Đầu video cho có chút cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống nha. Đây ba đi làm mồi rồi, để đi đặt lợp lại rồi có sáng đi thăm thì sẽ quay cho cả nhà mình xem ha. Bên ngoài thì quá mưa rồi, không có đi được cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào sáng ngày mai nha. Bây giờ sáng rồi ha. Sáng ngày bố con đi đi thăm lợp với cả nhà, nhưng mà không chạy nhiều cho ha. Mấy con để đây xách theo ba. Hết cua rồi. Bắt như hết. Hả? Nước gì quá. Quá trời cục sậy rậm. Không chạy hả ba? À, tại mồi. Cái mấy con tệ thiệt. Gom đi gom đây. Cái mấy cua. Cái con tròn, con tròn, con tròn. Nước quá đẹp nước. Ui dồi ôi. Hả? Đói luôn rồi cả nhà ơi. Cái được nó mấy con cua. Nghe tới cua mà cũng hết nữa rồi thua nó cua cũng hết nữa rồi, cá đâu mà có mà bắt. Ồ cái nó dính quá trời luôn, cũng phải vớt vát lại được cái móm hoài nha. Trời hả, ồ cái hệ dính này cả nhà, quá trời luôn. Cũng vớt vát lại được con cái. Tính rồi móm nữa hả bạn. Để đi chạy chậm đổ ra cái vô quay thành quả để cả nhà mình xem nha. Cũng được vớt vát được con cái cũng nhiều cả nhà. Rồi đây ta vô đổ ra cả nhà. Hôm nay Dũng đó cũng không có nhiều cua nữa cả nhà, ít. Thôi nó ăn đứt. Vô nhiều cua đó mà nó ăn còn nguyên mồi luôn.
Bữa hổm nó ăn sạch mồi cái kia chắc cũng dữ lắm nhiều. Làm mồi canh cũng được cả nhà. Khâu nhỏ mà nó kẹp. Chắc là nó nảy lì. Mấy cái này cái vài con vài con. Hết không có được cái nhiều cả nhà. Cô non không hả ba ha? Mấy cái này ít rồi cả nhà. Cô non non không? Thì à, ở năm rồi đặt cái ham. Đang hoàn có 8-9 thì cũng vậy thôi. Năm rồi đặt dở lên có cái vô rồi. Nửa lộp mê. Ủa, con này đi gói. Nhiều đó cũng đủ nấu nồi canh. Ồ, cũng ngon nè, con bự không nè cả nhà. Ủa, cua con nào nó sạch bon nha. Thì đổ ra con cành cành không sạch bon đã ghê. Nhiều hết chứ. Vác vác lại được một cái. Sáng trời sáng chuyển mưa nữa rồi cả nhà. Chuyển về đang thui cho ngày kia. Ở rồi mới chạy vui. Trời nắng lên cái nó nóng chịu không nổi luôn cả nhà luôn. Nắng cũng le lưỡi vòng vòng xung quanh toàn không. Ngon sơ bột. Lẹ ghê luôn ha. Còn mạnh không rồi cả nhà. À, vô xin kết thúc clip đây luôn cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip của cha con vui cho. Nhà thương cha con vui cho cha con vui xin một like cũng như một đăng ký để có động lực ra những video mới nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong những clip tiếp theo nha. Bye bye và chào cả nhà mình nhé.